Thưa quý vị, bác tưới tiết kiệm nước đang ngày càng phổ biến với người sử dụng, nhất là các gia đình có sân vườn. Và đối với bác tưới thì bộ lọc trung tâm được ví như trái tim của hệ thống tưới, bởi nơi đây ngăn chặn chất cặn qua đường ống đi vào các bác tưới, dây và tới từng gốc cây. Tuy nhiên, ít nhiều trong quá trình sử dụng thì hệ thống lọc vẫn bị nghẹt, cho dù đã dùng lọc đĩa. Từ thực tế này thì anh Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới Ashop ở huyện Châu Đức đã nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng lọc cặn cho bác tưới tiết kiệm có bù áp. Sử dụng lọc cặn đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống tưới cũng giảm giá thành hệ thống tưới bằng cách bỏ trạm lọc trung tâm. Sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022, được sản xuất đại trà và có mặt trên thị trường nông cụ để mọi nhà vườn, gia đình có sân vườn đều có thể sở hữu và sử dụng. Chúng ta cùng chia sẻ về tính năng, ưu điểm của sản phẩm này quý vị nhé. Những gia đình cơ quan có sân vườn hay nhà vườn ở Bà Rịa Vũng Tàu đã biết rõ loại thiết bị bác tưới bù áp. Tuy nhiên, từ sản phẩm ngoại nhập hay trong nước sản xuất có mặt trên thị trường đều chưa có lọc cặn trong mỗi bác. Thậm chí những dòng bác tưới nổi tiếng như Netafim, Rivulis, Nandanzan của Israel cũng không có. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới Ashop, huyện Châu Đức đã tiên phong nghiên cứu sản phẩm lọc cặn cho bác tưới tiết kiệm có bù áp. Lọc lưới cặn sử dụng cho bác tưới tiết kiệm có bù áp có dạng hình phễu, đường kính đáy lớn là 18mm, đáy nhỏ 7,6mm, dùng để kiểm soát chất cặn, cát, bẩn trước khi qua đường ống dẫn tới các đầu vòi bác tưới nhỏ giọt, bác tưới phun sương. Sản phẩm được cấu tạo từ hạt nhựa cao cấp, có thiết kế nhỏ, dễ dàng tháo lắp để vệ sinh khi bị dơ, cặn mà không cần phải thay thế cái khác. Cái này là nó tiếp xúc với nước cho nên là nó phải dùng bằng nhựa. Cái vấn đề thứ hai là thường là nhựa là nó sẽ mắc là mắc về cái khuôn, chứ nó không có mắc về cái giá thành. Cho nên là khi mà dùng cái nguyên vật liệu là nhựa thì nó sẽ là rẻ nhất. Giải pháp sử dụng lọc cặn cho bác tưới tiết kiệm có bù áp giúp hệ thống tưới được vận hành tốt hơn, vì lọc cặn ở đuôi bác sẽ đảm bảo cho từng bác tưới không bị nghẹt đơn lẻ. Như vậy, cũng giảm được thiệt hại về cây trồng do nước không đến được đều từng gốc cây, thảm cỏ trong sân vườn. Theo anh Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới Ashop, huyện Châu Đức, từ nghiên cứu đến cho ra sản phẩm, anh và đồng nghiệp đã phải mất một thời gian khá dài. Bởi ngoài tính sáng tạo, giải pháp còn phải có tính hiệu quả về kinh tế. Suy nghĩ nó thì nó phải là từ cách đây 4-5 năm rồi. Nhưng mà để mà khi mà làm thì chỉ trong một thời gian ngắn là đã có thể làm. Tại vì khi mà chúng tôi đã sản xuất được cái số lượng bác này lên tới hàng trăm ngàn, mấy trăm ngàn cái rồi. Thì chúng tôi là cảm thấy là chúng tôi có thể là làm thêm cái khuôn này thì nó cũng khá là dễ dàng. Sản phẩm lọc cặn cho bác tưới tiết kiệm có bù áp được sản xuất và đưa ra thị trường trong nước vào năm 2021 với giá bán 1.500 đồng một cái. Sản phẩm được Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.